để có một lớp trang điểm hoàn hảo, hãy nhớ dưỡng da đầy đủ nhé. Bạn đều kem lót khắp mặt bằng các đường miết ngang. Để có lớp lót mỏng mịn, bạn nên sử dụng bông mút hoặc cọ tàn nền. Tản đều kem nền bằng bông mút hoặc cọ tản nền. Hãy tản kem nền theo chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài để hạn chế tình trạng chảy xệ da. Để lớp trang điểm bám bền, hãy tản bằng những đường ngắn chồng vít lên nhau. Và đừng quên tản kem nền ở vùng dưới cằm, nơi giao thoa giữa vùng mặt và vùng cổ nhé. Phủ phấn đều bằng bông hoặc bằng cọ. Nhớ phủ phấn cho cả vùng cổ nhé. Trước tiên, hãy tạo khuôn lông mày. Và nhớ nguyên tắc, phần đầu lông mày to và nhạt, phần đuôi lông mày nhỏ và đậm nhé. Màu sáng nhất sẽ được sử dụng thoa đều bầu mắt, làm sáng chân mày. Màu trung tính phủ toàn bộ hốc mắt. Màu đậm nhất dùng để nhấn mí trên và 1/3 mí dưới. Để đôi mắt lung linh hơn, hãy nhấn màu sáng nhất ở đầu mắt nhé. Vẽ đường lai to và sắc nét sẽ giúp mắt bạn sâu hơn. Cải mi giúp cho hàng mi cong vút và đôi mắt cuốn hút hơn. Với loại làm dài, hãy trải theo hướng đi lên. Với loại làm dày, hãy trải theo hình zig zag. Hãy phủ nhẹ phấn má bên dưới gò má để tạo ảo giác giúp cho gò má trông thấp hơn. Và chỉ cần một lớp son hồng nhẹ, khuôn mặt sẽ trở nên rạng rỡ hơn.